Xin được kính chào toàn thể các anh chị em đã quay trở lại với kênh channel của ô tô Huy Hoa. Nay em Hoàng xin được giới thiệu cho các anh chị em một mẫu xe xuất xứ từ xứ sở Kim Chi anh chị em nhé. Đó chính là một chiếc Hyundai Santa Fe. Và chiếc xe mà anh chị em đang chiêm ngưỡng ở đây đó chính là một chiếc xe bản phun dầu. Đấy, hay còn gọi là dầu cao cấp anh chị em nhé. Sản xuất năm 2018 và lắp ráp trong nước bởi tập đoàn Hyundai Thành Công. Ok, chúng ta sẽ đi luôn vào chi tiết gì có trên xe anh chị em nhé. Vì cái form dáng này sẽ khác hẳn cái form dáng cuối 2018 đầu 2019 anh chị em ạ. Đấy, sẽ có cái mặt ca lăng nó hiền hơn anh chị em nhé, với ba thanh chrome vắt ngang, ở giữa chính là cái huy hiệu của Hyundai. Đấy, hệ thống công nghệ trên xe thì vẫn chỉ là hệ thống công nghệ đèn halogen. Đấy, rất là nhiều đèn halogen với công nghệ LED projector. Đấy, kể cả đèn phá xương anh chị em ạ. Đấy, đèn xenon, đèn xenon anh chị em nhé. Đó, nhưng mà nói chung là xe sẽ có hệ thống rửa đèn anh chị em ạ. Đó, thì hệ thống xe như này là rất là tuyệt vời rồi anh chị em ạ. Đây là phần mâm bánh anh chị em nhé, với la răng đa chấu. Đó, vành 19 inch cơ, vành 19 inch rất là đẹp. Đấy, gương chiếu hậu ngoài sẽ tích hợp đèn báo rẽ, tay nắm cửa sẽ được đúc chrome nguyên khối và có nút đóng mở thông minh. Đây anh chị em nhé. Đấy, xe cũng sẽ có trang bị về che mưa này, ba gam bui thể thao đầy đủ, viền chân kính ở dưới. Và đây là phần nội thất anh chị em nhé. Đấy, tông màu chủ đạo từ đời 2018 trở đi thì chúng ta vẫn sẽ có là tông màu kem be. Đấy, giống như những chiếc xe Sorento. Đó, khung gầm cũng y hệt Kia Sorento luôn anh chị em ạ. Đấy, hệ thống màn hình giải trí chính hãng lắp kèm thêm camera hành trình, hệ thống điều hòa điện tử hoàn toàn hai vùng độc lập. Ở dưới này chúng ta sẽ có cái nút phanh tay điện tử, hai nút sưởi ghế anh chị em nhé, cân đối cả hai bên. Đó anh chị em ạ, một chiếc xe bản full. Xe cũng sẽ có là đàm thoại rảnh tay ở trên vô lăng, cruise control anh chị em nhé. Hệ thống đèn pha cốt được chỉnh tự động và hệ thống gạt mưa cũng có tự động anh chị em nhé. Xe mới lướt được hơn 6 vạn thôi anh chị em ạ, quá đẹp luôn. Và đây là một điều mà anh chị em mà có gia đình nhỏ rất là thích này, đó chính là chiếc cửa sổ trời panorama. Đấy, bên tay trái người lái chúng ta sẽ các chế độ lái ở đây anh chị em nhé. Đấy, Eco, Sport, Normal, ba chế độ thôi, và khóa V-Cycle sau hỗ trợ đổ đèo, cân bằng điện tử. Đấy, xe thì cũng đã được trang bị cả thảm trải sàn Slimy 6D. Đấy, anh chị em nhé. Ở đây là phần hàng ghế thứ hai. Đó, với cửa gió điều hòa thì ở ngay trên thành chữ B. Đấy, anh chị em ạ. Và hốc đèn thì chúng ta cũng ở ngay trên đây, ngay trên đó, cái tay nắm rất là đẹp anh chị em ạ. Và ở giữa phía yên ngựa thì chúng ta sẽ có thêm một cái cổng sạc nữa. Ok anh chị em, và đây là phía sau xe với cả cánh đứt gió thể thao, anten hình vây cá mập anh chị em nhé. Đấy, rất là đẹp. Đấy, có cam hành trình này. Đấy, và điều tuyệt vời nhất đó chính là có cúp điện anh chị em ạ. Rất là hiếm dòng xe này ở đời 2018 mà có cúp điện luôn. Đấy, cánh cửa gió điều hòa hành cho hàng ghế thứ ba. Và hàng ghế thứ ba rất là tuyệt vời, đó là được gập phẳng anh chị em nhé. Đấy, ok anh chị em. Và cả hàng ghế thứ hai nữa anh chị em thích cũng có thể gập phẳng được anh chị em ạ. Đấy, một chiếc xe gia đình rất là ưu tú, rất là tuyệt vời, phun dầu anh chị em ạ. Và giá chiếc xe này thì đâu đó bên showroom Vương Quốc Cầm Cao đang chào bán với mức giá chỉ hơn 900 triệu đồng một chút thôi anh chị em nhé. Anh chị em có nhu cầu, thiện chí, thực sự quan tâm, hãy liên hệ với em Hoàng ngay lập tức ạ, để có được cái mức giá ưu đãi nhất với mức giá giảm kịch xa cho anh chị em. Ok anh chị em nhé, số hotline của em Hoàng thì ngay trên màn hình của quý vị khán thính giả anh chị em thôi. Và để trải nghiệm thực tế chiếc xe này, hãy đến với cả showroom Vương Quốc Cầm Cao, 26 Cầu Diễn, thủ đô Hà Nội ạ. Vâng, lời cuối cùng em Hoàng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong chương trình giới thiệu xe tiếp theo nhé.